Sao rồi, mệt không? Không. Bận hoài không mệt trời, hay thiệt chứ. Giỏi chưa hả? Đi dắt lúa xuống quen rồi. Dắt lúa xuống quen phải không? Dắt thùng bê, thùng ghê cần xé. Chai cục. Chai cục luôn hả? Ủa dắt lúa mà dắt lúa mà dắt cần xé gì? Dắt đá lên á. Đá làm cát. Làm ngày chứ hả? Làm tùm lum chứ hả? Có mần hộ á, mần dưới Bắc Đông bỏ cho nó. Trời ơi, mần kiểu này mà con vợ nó thương cho mà coi mới cho thứ gì chưa nổi. Anh nói anh có gậy rồi. Có gậy hả? Mới quen nè. Có gậy bán số. Dữ vậy ta? Vậy là có hỏi thăm rồi hả? Dạ, quen được bao lâu rồi anh shop. Mới tìm hiểu rồi. Mới shop rồi. Mới tìm hiểu rồi. Mới tìm hiểu hả? Tìm hiểu thấy được không? Được. Tìm không? Chưa, ổng xuống lần đi dắt lúa đó. Không, hai người hợp không? Hỏi uống thuốc chưa? Ẩm sốt. Bà thường à, bà quan tâm không đó. Bữa nay nhờ hai em này phụ chứ không thôi mình em không biết sao à. Cái này về tới tối chưa rồi. Thì làm tới đâu hay tới đó. Không rồi, chứ không không còn nói rồi. Hả? Không rồi, chứ không còn. Thì mình cố gắng sở cái bìa đi. Bây giờ em lấy ngoài em lấy dài vô đó. Mấy giờ anh? Mấy giờ? Coi sập. Ấy chi con dách không bệnh á là hai thằng phụ đẩy xong rồi bứt rồi. Cái thằng kia nó đi làm nữa, đi làm nữa. 3 giờ 10 giờ. Trùng hợp hai ba cái luôn. 3 giờ hả? Mấy con gọi đâu. Hả? Gì sập? Dọn rồi, cầu bóng đèn ra, cầu đèn ra đốt. Cầu đèn chứ để luôn cái bao này nha. Cho ta thấy trắng trắng á. Cầu đèn lên cái mít luôn nè. Thì cầu đèn đó đó, cho người ta thấy cái viên mít chặt. Hồi nãy là tuốt ngoài mà giờ vô được như đây rồi nè. Con đèn lên đây cho người ta thấy siêu lên thôi, có tấm mũ trắng gì đó phủ lên càng tốt, phủ lên cho thấy dễ thấy á, nó phản xạ ánh sáng. Cái bao này nè, để lên lấy cục gạch dần lên. Cái bao này mình để xích vô đây nè, xích xuồng vô, xích xuồng chút. Rồi sao rồi đi làm vậy rồi nhớ gậy không? Không, tối về điện. Tối về điện hả? Chứ dần hang. Ôi cô làm vậy tôi quay video lên vậy mà con ghệ nó thương xỉu chủ luôn. Chủ đâu tối về điện. Tối về điện. Tối về điện hả? Tối về điện thấy hình nha. Ừ. Cái này mà có vợ mà thương lắm luôn đó. Mà quá giỏi luôn. Mà giỏi không? Yếu giỏi gì? Yếu hả? Vậy là yếu rồi đó hả? Ghê hả? Chứ em mận gấp mấy lần anh rồi đó. Anh là thua. Xe gỗ đẩy 3 bao xi măng. Vậy hả? Xe gỗ đó dưới chụp lấy 3 bao xi măng đó. Lần 3 bao hả? 3 bao. Đẩy dữ vậy? Đổ ba thùng đá vô ba cái xe gồ đấy. Ừ. Giật đá ở dưới hồi, giật đá giữ hồi. Xuống cái dốc thì ghê hồn luôn. Cái trơn nữa. Ừ. Trời mưa nữa. Mưa nãy. Ngồi đây lát cái xe lấy cái lưng tôi quá. Ừ. Xe chạy dữ quá. Chắc là mai làm tiếp, gọi mai làm tiếp. Ừ, thì cứ làm được nhiêu hay nhiêu. Chiều không đi đâu, chiều về Tân Thạnh hả? Về ngủ ở nhà trước tính nè. Hôm nay ngủ mấy đêm mà sập? 4 đêm rồi. 4 đêm hả? Đêm nay nữa mới 4? Đêm nữa 4. Ừ, mới 3 đêm mà. Mới 3 đêm rồi. Rồi ba mẹ anh biết không? Ông già mất rồi, ông già mất rồi. Rồi còn cô? Cô còn nuôi cái nhà con bé. Không có biết rồi, mà cô biết anh là ngủ nhà anh tính không? Có, đi chơi, ba bữa vậy. Vậy là mình có nói mình đi chơi ha. Chơi. Ờ, với lại nhà không? Cô cũng không biết, bà kiếm, bà lo. Rồi, đi xuống. Có 2 điện, có 2 điện gì hỏi cô khỏe không? Không có xài Zalo điện xuống trong nhà không? Ừ. Nói chuyện quay vô mình với mấy anh nè, mấy anh em nè. Ủa chắc mấy em lơ nhỏ hơn sập quá hả? Nhỏ hơn. Em ba tư. Ờ nhỏ ba hơn. Ừ. Nói chuyện mình quay vô mình nhìn mặt nhau mình để gọi là tôn trọng lẫn nhau. Quay vô, quay mặt vô. Vô. Ừ, nó đúng rồi. Vô nói chuyện phải nhìn nhau mới được. Người đang mình nhìn cái biểu cảm của anh em coi anh em có biểu cảm như thế nào đối với mình. Cái tay đó anh bị tặc hay gì? Chúng tôi kiếm. Không có cái ngó kìa. Cái này nhiễm trùng. Vô dịch thì hút gom nó nhiễm trùng cắt. Ghê hả? Hút gom á nhiễm trùng dịch tơ á. Vậy là cái tay bị đứt phải không? Ừ, nhiễm trùng. Cái tay bị đứt mới nhiễm trùng chứ. Ông thợ giờ chưa về ông thợ? Chưa còn đang làm gì? Em chừng nào ông thợ về làm vậy đó. Ừ. Rồi cái câu chuyện mà cái tay nhiễm trùng này sao? Cắt. Không có, có nghĩa là xưa bị cái gì mà hốt không? Không có cái ngón tay kìa. Cái ngón kìa, người ta đang hỏi cái ngón. Cái này nhiễm trùng, mà sao mà bị nhiễm trùng? Mình đứt.
chụp cái dịch nhiễm trùng mà bị gì đứt đập vô tủ kiến chứ quần áo á. Ủa vậy là nó luôn hả? Chiến tủ á. À tủ mình bị thương mà mấy gan ngoài đó hút gom nó bị nhiễm trùng á. Ừ. Ờ, anh cũng anh hồi xưa anh nhậu với lớp anh đại ca lắm suốt à. Anh đập tu kiến nhà anh á thì anh bị đứt tay đứt tay đứt tay rồi hút 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 gom phải không nhiễm trùng luôn cắt luôn cắt thuốc đây là chỉ thuốc đây vô cái tay nè. Ờ bây giờ muốn xíu à. Ừ bây giờ mình dâu nhỏ xíu à một xíu mà cắt được cái tay sọc hay ta mà chỉ là có nó thảo đó thảo khớp. Rồi sau cái tay giờ nó hơi bị quéo quéo à cầm đũa khó quá à cầm đũa đó à. Anh thấy em cầm gỗ gấp khó rất là khó. Đúng cái tay phải á. Em ăn cơm với anh hoài anh biết hả? Gấp rất là khó cái tay nó bị rút mấy ngón kia hay gì? Rút. Rút phải không? Rút gân hay gì đó thấy cầm quéo quéo vô không à, phải không? Biểu dám quéo vô đó mà. Có hai ngón rút. Ừ. Ba ngón luôn. Ừ, cầm đũa khó lắm. Trời ơi. Dữ dằn á. Ồ. Thở xong tay tôi không bắn cù li dữ lắm mà. Ờ ngón cục đó hả? Cái ngón cục đó bắn cù li dữ lắm hả? Không tức lại bắn cù li. Vậy là chưa có cục bắn rô ly dữ lắm phải không? Là còn bắn được không? Không, cái tay bắn không được. À, chứ tưởng đâu mà vậy mà không bắn được là ông là thiên tài à. Tay bắn rô ly dữ lắm à. Thấy câu này nè. Cái này cái chuyện tôi về cái anh tính anh đăng lên cái chuyện tôi về tôi mở YouTube lên tôi coi. Không có bắn. Không, cái tay không đứt. Chỉ giá số 11 giờ về. 11 giờ về. Anh nói YouTube anh tên gì? Kết nối nhân tâm em. Nói nhận tâm. Ừ. Cái lúa dữ lắm. Rồi chia tiền nhiều cánh. Dẫn lộ vô tới đồng giống rồi. Ủa cái đồng ta cậu ra ngoài bà. Quá vô đồng. Trời ghé vô căng. Mình coi lúa mình đâu đi tới đó à. Năm giờ vậy thức dậy nấu cơm. Ừ, thì cái đó mình trên bờ mình vác xuống sông mà gần mà. Ngày làm được nhiêu? Chiều mấy. Vác giỏi vậy trời. Hỏi hôm nay á, hổng vác một cọc tiền đó. Vác vậy đó. Một tiền sợi tiền vé 500 không à nó ừ. Xuống tiền lẻ rồi đây xuống tiền lẻ hả lúc trước là lúc nào cũng xài 500 không à mà thiệt trong bóp 500 không mà giờ giá gì về có cho cô không có cho có không có mua đồ ăn không có không có cho cô có. Tiền đồ không tí hỏi cho mẹ em á có không cho bé 500 thẳng thẳng ra vé 500 nhóc trơn mà cho có con tờ nè cho con tờ thấy mình mua quần áo bạn đó giờ em thấy ai đi uống bia ôm mà 16 triệu chưa? Hỏi kể cho nghe. 16 triệu. Anh mới nói bị móc tối rồi đó. Ừ, có kể rồi hả? Kể rồi. Bây giờ anh tên sạp mà. Có mới phải móc tối mà. Báo công an. Rồi báo công an. Có nghĩa là mấy anh em bạn bè gì đó rủ đi nhậu. Mà rủ vô chỗ đó đó. Ông đâu có biết mà cái vấn đề mà cái xã hội nó hiểm ác sao. Vô nhậu sao móc mất tiêu mẹ hết 16 triệu. Còn anh đi chỗ đó 2 triệu đêm. 18 thôi. Triệu mất thôi 16 triệu. Xe bóp luôn luôn. Vậy là tính ra cái người mà móc túi đó còn thương ông đó chứ bộ. Đó, 18 triệu mà tao móc đã lấy 2 triệu là xe bóp đi con lên ra tới miền Tây tao mua có thuốc còn có 2 triệu xe bóp giục luôn. Tức quá xe bóp giục luôn hả? À? Giục luôn. Giấy tờ trong đó còn không? Giấy tờ bỏ bóp riêng. Vậy là cái bóp cái giấy tờ là riêng còn cái bóp tiền là riêng. Giàu dữ ra hai bóp luôn hả? Nãy xài bóp rồi. Bóp kia gắt từ xe vậy. Xuống bóp rồi hả? Bóp. Chừng nào mới lên là hai bóp. Trời bữa có tiền bỏ vô mua bóp khác bỏ vô. Rồi chừng nào lên lại tờ 500 nữa. Trời bữa giá mới qua ngủ điện rồi đi đâu đi chơi. Qua điện ngủ điện đó. Ừ. Thằng nghiệp lắm làm vụ rồi cũng đâu cũng mười mấy triệu đó giác á. Rồi quay qua quay lại hỏi đâu mất tiêu rồi. Không biết đâu. Không biết. Trời, trời. Không biết ông có giấu không à? Có nghĩa là mấy anh em sợ anh bị mất tiền á, sợ anh bị gạt nữa đó, cho nên là kêu để thôi đưa mấy anh đi anh làm cái tài khoản của em, làm tài khoản tên ông luôn, rồi cất vô đó, rồi không biết ông có sợ ông giấu không mà ông nói mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, chẳng ông cho gãy ông rồi đó, gãy đâu xuống rồi ông chạy chợ Alac hay gì. Đâu lúc đó chưa có gãy. Mới xuống, đang uống cà phê chưa đi có gì có hết. Thế Diễm chạy xuống. Thế Diễm chạy xuống hả? Vậy là bà đó bà tên Thế Diễm hả? Thế Diễm từ nó mồm vậy. Dạ làm vậy con yêu. Gì hóc môn hả? Một xa dữ hả? Hóc môn đi xe. Xin. Ta ra hóc môn. Ừ. Vậy xuống chơi mấy lần rồi? Có một lần không? Ngủ giống rồi. Ghế xuống ngủ tại nhà. Mà mấy anh em để coi bữa hổm ai kêu vô đập mũi quên rồi ta. Minh Kha. Ờ kêu vô đập mũi đi. Không dám vô đó. Ngủ giống không à? Ờ đâu có đó đàng hoàng nha.
thân chay 12 bến nước mà phải giữ không? Giữ. Thiệt hả? Rồi tiếp tục. Mình cho mình hợp, mình xin sọp xả hơi xong rồi.